Thưa quý vị thân mến, thì chắc cũng khá lâu rồi Long không quay trở lại vườn của em Mạnh. Thì hôm nay thì clip đầu xuân năm mới luôn. Tại vườn của em Mạnh thì Long ghé và quay một số tác phẩm để quý anh chị em mình đam mê bonsai có thể giao lưu trong clip ngày hôm nay. Thưa quý vị, một số tác phẩm cùng khá cây để gửi tới quý vị bà con cô bác mình ha. Em Mạnh nha. Chào tất cả chị em nha. Hôm nay em xin giới thiệu cái cây đầu tiên là cái mai chú thủy luôn vào không. Tay cầm cũng tương đối gần như là hết nhôm rồi. Tác phẩm đầu tiên ha. Cái lũ gò cong quý vị nhé. Lũ gò cong. Lùn lực. Già cây. Mặt đế thì đẹp tuyệt vời rồi đó. Em có thể đi chơi và trưng bày được. Tương đối bắt cảnh khá chừng. Liền lại hết 90% rồi. Cái mặt thèo này thì nó cũng liền hết rồi hả? Đây, cái này nó cũng cuộn hết rồi quý vị. Mấy cái đen đen là cái keo cũ rồi nữa, kéo sẹo lại chứ không có bị vấn đề gì hết. Lúa cống mà có cái form cái bài chuẩn như thế này nó cũng cũng hiếm quý vị ạ. Đây đến anh quay cái phần tiếp ngọn, phần tiếp dập ngọn cũng nói chung là cơ bản là nó cũng đã hoàn thiện rồi ha. Còn dày dặn cây thì đang đấm hoa phủng hoa rất là nhiều luôn quý vị hả. Một cong hả. Phần thân ở đây là 47. Phần thân là 47. Còn cái quần ở trên ngay cái tay cành 1 là 35. 35. Lùn lực hả? Chiều cao là 28. Cao 28. Cốt 1 được cắt giật các chuyện. Chi phong lớn không? Chi phong được. Phong cũng khá hả? Chi phong cũng cắt chuyện ở tại khớp này. Đây, chi phong này. Nhìn chung là cái khá chuẩn nữa đó. Như gục cong lồn lực hay liên lạc xin phép báo giá luôn cây cong này báo giá là 50 triệu giá chuẩn 50 triệu. 50 triệu một tác phẩm mai chú thủy nuôi gục cong quý vị nhé. Tác phẩm đầu tiên ha. Còn giá là 50 triệu. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 2 quý vị nhé. Tác phẩm số 2 ha. Dạ. Cái này là cây tùng la hán. Cây cũng lùng lực. Cây này cây lớn, cây này nó vừa phủn lọc ra luôn hả? Dạ. Lọc non. Lọc non kín cây luôn quý vị. Tùng la hán. Để thì khủng bố luôn rồi hả? Cái này là cây lớn, sai lớn luôn quý vị. Chỉ cần cắt chuyên đang nuôi cái dàn xương dâm lên nữa là xương dâm cũng làm rất là mình và cân đối rồi hả? Ủa cái này cũng được làm theo lối cái bài luôn này nè hả? Cái khẩu ngọn mẻ cũng cục gạch cũng nhìn từng lập lớp từng lập lớp ha của bộ bóng tay bóng tang rất là rõ ràng. Rồi xoay vòng lên nha. Hai người bê nặng. Cái lớn quý vị ạ, tung là hẳn. À cái này thì nó có cái mặt lụa đó hả? Đây, em giới thiệu lại là cái chỗ này nó có một cái điểm lụa ở trong này đây. Đây tới đây nó chặn ngang rồi, nó không có chạy xuống nữa cái rễ. Là cái phản nó là một gan. Gan tay. Tay. Dạ. Vậy là hết. Tiết rõ ràng. À, cái quay bộ đế trước để nhìn khủng bố luôn. Hai mặt ok ha.
Mặt theo thì sao? Dạ, cái mặt theo nó cũng có cái hiện tượng cuốn này rất là tốt, không có bị vấn đề gì hết. Ừ. Thì cái vấn đề hồi nãy dưới cái thì tung thì mặt cắt đó thì bắt buộc nó phải có rồi. Mình đo cái này là 80. Còn thân ở đó là 80. Cái lớn quý vị nhé. Dạ. 80 là nhỏ. Còn ở trên này là 47. Thân ở đó là 47. Chiều cao. Chiều cao là cũng dạng lùng lực cao 75. Cao 75. Dạ. Cái bề đế dài luôn em tính luôn là 70. Là hết luôn. À. Phần đế là 70. Đế dài dài. Phun tăng là được bao nhiêu? Phun tăng ngang đây. Phun tăng ngang thì cũng dài 1m24. Mét 24. Dạ. Cái này thì giá trị rồi hả? Dạ. Tác phẩm số 2 này mình bảo giá bao nhiêu anh hả? Em xin báo giá là chúng cho anh em là 40 triệu. 40 triệu một tác phẩm cái tung này hả? Dạ. Cái lợn quý vị nhé. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 3 quý vị. Tác phẩm số 3 thưa quý vị. Số 3 này là em xin giới thiệu là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy nó lớn. Giá đen là lớn đúng không? Cây này thì dạng độ nha. Đổ dòng ôm chậu thì vô cái quạt này nó lạ lạ mắt chút xíu. À, cây này là cây độ đẹp quý vị ạ. Đi vòng giúp em. Cái này thì không quay được nha. Đây, à, đây là cái ngọn độ của nó này. Cái này không lớn mấy nhưng mà được cái dáng cái con. Mình tình hôi ở trên là ok rồi ha, với hoàn thiện thôi. Độ này sẹo rồi, như là cũng 90%. Cái này thèo thì gần hết rồi ha. Đây, cái có đồ nữa quý vị. Chỉ cần thì cũng lớn. À. Cái này có con mặt thèo hay là bị lụa, bị chảy tuột chỗ nào không em? Một cái sẹo ấy, nếu mà kiểm soát kỹ thì nó còn tí xíu. Tương đối là hết sẹo. Ừ. Còn tí xíu sẹo thế nữa ha. Cái máy giấy thủy nó ra đen là lớn, mặt để sao? Mặt để ok ha. Cái này thì nói chung là nó hơi lớn, cái này không quay được nên là phải lâu quay. Quạt này khó quay vâng. Cái đo quạt thân của này là 50 nha. Mình thấy là đó là 50. Cái này 50. Rồi. Còn chiều cao cái miệng chậu lên là 52. Cao 52. Tán đổ xuống là 1m02. Đổ xuống là 1m02 ha. Tác phẩm cái máy chiếu thủy đổ ôm chậu được nằm trên cái quạt cũng rất là mát ha. Em xin báo giá cho cái máy chiếu thủy này là 50 triệu. 50 triệu ha? Dạ, 50 triệu. 50 triệu tác phẩm số 3 này quý vị nhé. Một tác phẩm máy chiếu thủy đổ giá là 50 triệu. Cái cây đổ thì cái giai đoạn nuôi thì nó khó hơn là cây trực. Ờ. Dạ. Nên ra cái giá trị nó cũng đi theo cái đó ha. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 4 quý vị. Dạ. Tác phẩm số 4 ha. Dạ. Và cây mini, cây Hoàng Dương. Hoàng Dương Indo. Cây mini. Cái Hoàng Dương này thì nhìn của cái bộ đế nó đẹp nhỉ. Dạ. Cái nào cũng bộ đế nó cũng đẹp. Cái thân á có những cái điểm xù xì. Ừ. Em xoay đi, xoay xoay coi cái bộ đế này. Dạ. Hoàng Dương vẫn trực. Đây nằm chậu lâu lắm. Mini luôn. Đo hoành đây là 26. Hình thân là 26. Chiều cao chắc 17. Chiều cao 17. Cao 17. Tán ngang 25. Cũng tăng ngang là 25 dạ, hả? Dạ. Em xin báo giá luôn. Đã mất thời gian là cây này là em báo giá là 5 triệu. 5 triệu một cây Hoàng Dương ha? Dạ. Đây nhỏ xíu nữa quý vị. Ok. Phẩm này thì quay về thì cũng quay hết rồi ha, cái nhỏ mà. Yeah. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 5 quý vị nhé. Yeah. Phẩm số 5 thưa quý vị. Yeah.
cây mai chữ thủy nung gò công cũng theo đó cây bại nung gò công hả? Dạ. Cực lắc. Cực lắc. Quen dòng. Cây này như liền sẹo hết 100% à. Không thấy sẹo luôn. Mặt đề cũng đẹp. Dạ. Cây này thì cũng dạng mini quý. Vì thân bự lắm này. Em đo con số đi. Em đo ngay cái quần eo đây nè. Đo quần eo ở đây là 26. Eo nhỏ nhất là 26. 26. Chiều cao khiêm tốn luôn. Chiều cao 24. Cao 24. Phần tàn ngang là 48. Tàn ngang là 48 ha. Em báo giá cho cây này là 18 triệu. 18 triệu. Dạ. Thông máy cho thủy nuôi cống quý vị nhé. Luôn lực. Có giá là 18 triệu ha. Dạ. Em xoay một vòng nữa chú Ben đi. Quay kỹ cho nhà mình định giá cây. Cái vàng xương dâm là cũng cắt chuyền 2-3 lần rồi. Các bạn là cái nó liên lạc hết rồi ha. Dạ. Không tăng dài kính hết rồi. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 5 thưa quý vị. Ủa tác phẩm này số 5 hay sao anh ta? À, đi đến tác phẩm số 6. Số 6. Ừ, giờ đi đến tác phẩm số 6 quý vị nhé. Dạ. Tác phẩm số 6 quý vị. Cũng là cây tên là cây sâm hương. Sâm hương Đài Loan. Thì nuôi theo kiểu phơm lùng hoàn tự nhiên. Nó cũng quanh dòng. Cây này cũng to to sát. Đây là cây miền Tây khai thác. Cái đường thân cũng lắc lắc đầu, không có gì. Cây này thì đường huynh nó lớn lên ha. Dạ. Lực, lực. Chỉ cần bự lắm quý vị. Tay cành cũng cắt chìm luôn. Em xin đo ngay cái eo chỗ này thôi. Là 46. Huynh là 46. Dạ, cái cành khoảng 46. Cây lớn đó quý vị. 46, chiều cao cũng chiều cao 46 luôn. Cao 46. Phương tài ngang là 65. Ngang là 65. 65. Cây này cũng tương đối già kìa. Tại vì nuôi trong chậu. Kích đầu cũng ok. Những đường truyền cắt dệt. Dạ. Cục cân nó khá lắm này. Hoàn này đến 46 lần hả? Hoàn lớn. 46. Sâm hương này thì mình bảo giá bao nhiêu em hả? Dạ, em báo giá là 15 triệu. 15 triệu cái sâm hương này ha? Dạ. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 7 thôi quý vị. Rồi, tác phẩm số 7 quý vị. Số 7 là cây mai chữ thủy nung gò công. Em xin quảng cáo luôn là vườn cũng số lượng cây nung gò công mà kiểu phơm lùng lùng này thì cũng còn rất là nhiều. Cũng còn khoảng tên dưới 20-30 cây. Ừ. Nung gò công hả? Dạ. Cái này quay dòng. Nụ cống thì nhìn những cái nụt nú xanh của nó từ dưới gốc lên ha, cục cục. Cái này cũng thuộc luân lực. Mua cũng đặc sản ở bên tại Gò Công về luôn, của những nhà vườn khác ở Gò Công. Đây, cái thì liên lạc rồi nhỉ, cái này liên lạc nha. Ừ. Còn mặt thèo nào không ta? Mặt này cũng hết luôn rồi. Mặt này cũng còn xíu hả? Dạ dạ. Nó cái hình tượng nó kéo rất là tốt. Ừ. Trên này thì hết rồi hả? Ừ. Trên hết. Cái này cũng hình như là cũng tương đối là hết nhôm rồi, hết dây rồi. Cột cân cũng khá hả? Thẩm đâu. Mấy cái cắt, mấy cái nút rẻ nó cũng liền hết rồi nhỉ? Dạ. Liền hết theo luôn. Cái này cũng già. Già cây. Lục lục, xin đo nha. Mọc mà lông. Đây, cái hoành ở đây là 40. Hình là 40. Hình 40. Chiều cao là 33. Cao 33. 33. Bán ngang là 65.
Thành ngang là 65 ha. Em xin báo giá cho cây số 7 nu bồ công này là 20 triệu. 20 triệu tác phẩm cây nu bồ công này ha. Dạ. Ok, cái củ ngon đâu cả thứ thế này nó mình cũng làm hoàn thiện hết rồi ha. Phẩm... em chi tiết mà chơi. Số 7 nu bồ công quý vị nhé, hơn cũng lớn, hơn 40. Cao 33. Giá là 20 triệu ha. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 8 quý vị. Tác phẩm số 8 thưa quý vị, một tác phẩm cái lớn nha, cái này cái lớn. Mai chú thủy nu da đen. Nu da đen ha. Cây này cũng dạng là cây cắt chìm việc 2-3 khớp. Gốc cành to. Cái này là cái lớn, à đây. Đường xuyên tạm dịch. Em phải nhịn như vậy. Cột cành bự ha. Chỉ có cái này chỉ có thiếu lá thôi chứ thực là những cái gốc cành nó đầy dày dặn. Trên này theo rồi sao? Ồ cái này liên lạc nữa. À, không có sẹo. Nó chỉ còn cái chỗ sẹo bên đây chút xíu. Sau mặt sau đúng không? Này mặt sau xíu quay sau. Ừ. Cái đường truyền cắt giật cũng rất là dữ quý vị ạ. Cái tài phong cũng to này. Một nắm tay không hết. Ừ, chiếc phong. Mặt đế. Rồi em xoay một vòng đi. Đấy hơi khó đúng không? Vô hồ chơi quay đi. À đây rồi từ từ, cái mặt thèo đây đúng không? Mặt thèo đó đó. À nó còn một mặt thèo đây quý vị. Dạ dạ. Nhưng mà không có bị vấn đề gì nha. Rẻ, ở dưới rẻ một chút nữa nha. Sẹo này sẹo an toàn không? Cột cần bự. Cái lớn gì nhá. Cái giai đoạn chủ trước nuôi là cả chục năm rồi đó. Cái này là cái lớn. Em dừ luôn dừ cho tờ ảnh đó. Xin phép em đo cho anh em xem thử nha. Đo hoành ở đây là 80 nha. Hoành là 80? 80. Cái lớn cái gì nhá. Chiều cao. Chiều cao là 75. Cao 75. Cao 75. Cho cái chi 1 cho anh em xem thử là để coi cái độ lớn của cái chi 1 là 29. Chi 1 là 29 hả? Số 1 là 29. Phun tang được bao nhiêu em? À. Thằng ngang. Phun tang ngang là 1 mét. Ngang là 1 mét ha. Tác phẩm số 8, tác phẩm máy thủy nuôi da đen là lớn. Lắc gióc tới ngọn. Rồi cái tác phẩm số 8 này thì mình bảo giá bao nhiêu hả anh ha? Cây máy thủy là 55 triệu. 55 triệu một tác phẩm cái lớn này ha. Dạ, dạ. Rồi ok quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 9 quý vị nhé. Tác phẩm số 9 thưa quý vị, một tác phẩm máy thủy là chung rất là khổng lồ luôn. Mà chỉ thấy trung nu mà nó to vậy đó. Trung nu hả? Dạ. Cái này lớn quý vị nhé. Có tuổi đời khá già luôn. Tác phẩm máy chứ thì là trung. Nhìn rất đồ sộ ha. Nhìn cũng tưởng là cây lá lớn không mà cây trung nu nguyên nguyên bản. Cái này thì mặt đế của nó thì khổng lồ nha. Già. Già cây. Trên nó bị cháy tụt hay lùa chỗ nào không em? Không. Có bị xoay một vòng như bên kia. Giống như đây nè, nó có cái sẹo này. Cắt đúng không? Tường lâu đời. Đó là mặt cắt. Đi theo luôn. To quá. Thôi được rồi, để mình quay. Bên này thì lớn, nói chung là cũng có một số cái mặt thèo quý vị ạ. Mặt thèo nhưng mà thèo xám cứng hết rồi. Thời gian lâu rồi. Chỉ cần cỡ này cơ mà. Cây hiện đại đang nằm chậu ở Đồng Nai. Chậu lớn luôn quý vị. Chậu này không giá trị đó, cầm cẩn thận nhé, cái nặng lắm á. Đây, lên trên tại phân giặt ngon ở trên luôn quý vị. Nó cũng
Ok hết rồi. Rồi mình đi cho chắc. Chậu lớn quá thì em báo con số của chậu trước cho anh em xem. Chậu là 90-95. Dài 95. Chiều ngang em, đó cái chiều ngang luôn. Dài 95. Ngang 70-75. Rồi đo hình thân đâu luôn. Quần thân ở đó là 60. Eo nhỏ là 60. Quần đế thì gần hết cái thước là 1m. 1m42. 1m42. Chiều cao là 87. Cao 87. Một mét 20. Phần ngang 1m20 ha, cái lớn. Tác phẩm số 9 này thì mình bảo giá bao nhiêu vậy? Mình xin báo giá cho cây này là 35 triệu. 35 triệu ha. Cái máy chiếu thủy đặc trúng rất là lớn quý vị nhá. Cái này mình có khuôn viên rồng đặt tác phẩm này vào thì đẹp. Cái này da cực kỳ da. Da hoa quanh năm luôn, chơi thoải mái. Da 35 triệu. Đặc trúng mà nó lớn như thế này cũng hiếm lắm quý vị nhá. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 10 quý vị. Rồi, tác phẩm số 10. Mai chiếu thủy nuôi bò công. Mai chiếu thủy nuôi bò công ha. Em nói lớn lên xíu anh nhé, tại ngay gần đường nó hơi ồn. Tôi nói cái này cũng rất là già, hết nhôm rồi. Âm dây rồi, thành phẩm. Còn 2 năm rồi. Cái này được cải nó liên lạc hả? Liên lạc, cái này nó xẻo rồi, không còn. Mặt đế. Mặt đế ok. Chỉ cần cũng lớn này ha. Cân nuôi cũng khá khá rồi quý vị. Nuôi gọc công. Liên cái này liên lạc hết hoàn toàn rồi quý vị nhé. Hết anh đo. Đo cái quần thân ở đây là 45. Quần thân là 45. Thân 45. Chiều cao là 36. Cao 36. Tán ngang là 70. Tán ngang là 70. Xin báo giá cho cây nuôi gò công số 10 này là giá là 18 triệu. 18 triệu ha. Dạ. Tác phẩm máy chiếu thủy nuôi gò công quý vị nhé. Cái lớn. Còn giá là 18 triệu đồng ha. Rồi, ok. Tác phẩm này liên lạc quý vị. Liên lạc và đồng cũng nhìn nó rất cân đối. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 11 quý vị nhé. Số 11 đó quý vị. Tác phẩm là Mai Chiếu Thủy nuôi da đen. Nuôi da đen là lớn ha. Dạ, cái này cũng tương đối cũng già lắm. Cũng cần. Chỉ cần cùng bừ ha. Tương đối rồi. Nó cái sẹo ngay chỗ này. Sẹo đen. À nó có cái mặt sẹo ở phía trên này thì thời gian lâu đời. Nhưng mà nó già cây, cái này già cây. Em quay cái bộ phận thân đề trước đây. Cái này là một người bê vừa. Thân nó chạy luôn hả? Xoắn luôn. Chạy chạy cái mấy cái thân già dữ lắm, già làm chậu lâu dữ lắm. Cột cân cũng bự ha. Dạ. Em đo cái đường thân chỗ này. Đường thân ở đây là 54. Thân đây 54. 54. Dạ. Chiều cao là 60. Cao 60. Tài ngang là 92. Tài ngang là 92. Báo giá luôn cho cây nha. Mai chiếu thủy này là số 11 này là 15 triệu. 15 triệu một tác phẩm cái máy chiếu thủy lớn này quý vị nhá. Dạ. 15 triệu.
Ok, tác phẩm này 15 triệu được. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 12 quý vị. Tác phẩm số 12 thưa quý vị. Tác phẩm số 12 này cũng là tác phẩm cuối cùng ở clip bên này hả anh? Dạ, là cây giới thiệu là cây linh sam. Tại thấy gà hoa đẹp quá nên em đưa lên em quay cho anh em xem luôn. Giá cũng rất là hữu nghị. Em xin phép em quay một vòng rồi em báo giá luôn. Cây linh sam quý vị nhá. Linh sam sông Hinh chứ. Cái này cũng lớn ạ. À. Huỳnh đệ này. Dạ. Em quay trở lại quay bộ chỉ cần thôi cho nó rõ ràng đi. Cái số lượng em xin nói cho anh em là cái số lượng linh sam này em cũng còn rất là nhiều, còn khoảng vài chục cây. Cái này thì dạng bay bay hả? Dạ. Quay coi như cây này là cây mẫu cho anh em xem đi. Hết em đo thử cái hoành bên chỗ đây nha. Là 37. Hoành là 37. 37. Đo cái thân bay ra ở đây. Là 26. Hình đầu là 26. Chiều cao là 38. Cao 38. Tán ngang là 90. Ngang là 90 ha. À, em xin báo giá luôn, cây linh sam này là giá 2.8 triệu. 2.800.000 ha. Đang nằm trong chậu tàu luôn. 2.8 triệu. Tác phẩm này giá có 2.8 triệu thưa quý vị. Cũng như là cây này là nên coi như cây mẫu nha. Số lượng còn rất là nhiều. Giá cho nên về có thể mua bán lại gì đó. Làm lên một chậu tàu rất đẹp ha, giá có 2.8 triệu thôi. Rồi, ok, thì Long cũng rất cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành một chút thời gian quý báu để xem clip đầu năm tại vườn của em Mạnh. Cảm ơn ha. Em cũng cuối clip em cũng xin chúc cho anh em là sức khỏe dồi dào ha. Cũng như là ủng hộ em thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn anh em. Rồi, Long cũng xin kết thúc clip tại đây luôn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo ạ.